cơ thể con người có những năng lực tự chữa lành đặc biệt. Chúng hỗ trợ sự hồi phục và giúp lấy lại cân bằng nội tại. Các quá trình này được não kiểm soát. Nhiệm vụ chính của nó là đảm bảo sự sinh tồn của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có thầy thuốc nội tại, những năng lực chữa lành bên trong của chính mình. Ví dụ rõ nhất là khi bạn có một vết thương, có thể là một vết đứt. Các bác sĩ chỉ làm được một chút để trợ giúp quá trình chữa lành, nhưng vết đứt sẽ phải tự liền. Cơ thể có khả năng làm điều đó, nó biết rõ cách thức thích hợp. Khi công nghệ y tế phát triển, nhận thức về năng lực chữa lành nội tại của cơ thể bị mờ nhạt. Việc hành nghề y bị chi phối bởi quan điểm cho rằng thuốc men và thiết bị kiểm soát bệnh tật tốt nhất. Khái niệm con người là một tổng thể, bao gồm cơ thể và tinh thần, nhường chỗ cho việc theo đuổi các triệu chứng và nghiên cứu những cơ quan bị ảnh hưởng. Nhưng trong những năm gần đây, ngày càng nhiều bác sĩ nhận ra năng lực của thầy thuốc nội tại, từ đó trả lời câu hỏi của nhiều bệnh nhân: tôi có thể làm gì để tự chăm sóc mình? Năng lực tự chữa lành của thầy thuốc nội tại. Cho đến gần đây, Frank Gunter chưa bao giờ có thể cử động dễ dàng như thế này. Anh bị viêm khớp gối rất đau đớn, áp lực không ngừng khiến anh đau lưng và đau đầu. Cuối cùng, anh kiệt sức. Anh đang dần tiến tới chỗ hoàn toàn không thể làm việc. Tôi chưa bao giờ lao động chân tay nhiều, hay gây áp lực cho đầu gối, hay leo thật nhiều bậc thang. Thế mà tôi vẫn bỗng nhiên bị đau đầu gối trầm trọng. Chuyện tệ hại đến mức đôi khi tôi không leo nổi cầu thang ở nhà, mà thay vào đó phải ngủ ở tầng dưới vì quá đau. Nếu muốn đi vệ sinh vào ban đêm, tôi phải bước lùi xuống cầu thang hoặc bò. Đồng thời, tôi phải chịu rất nhiều áp lực trong công việc. Có lúc tôi suy sụp hoàn toàn vì quá kiệt sức. Tôi không thể làm gì được nữa. Tôi cảm thấy yếu ớt và huyết áp dao động dữ dội từ 180 trên 140 đến 120 trên 80. Tôi bị choáng váng và nhiều cơn lo âu nghiêm trọng. Tôi nghĩ quanh nghĩ quẩn, không thể được. Tôi chỉ muốn nói dừng lại. Frank Gunter đi khám hết bác sĩ này đến bác sĩ khác. Nhưng thuốc mỡ, massage, thuốc tim và thuốc viên không thể giúp ích. Vấn đề phải được xử lý tận cốt lõi. Frank Gunter tìm được sự dễ chịu tại phòng khám y học bổ sung và tích hợp ở Essen. Nhiều bệnh nhân ở đây bị các chứng bệnh kinh niên như đau thấp khớp, hen suyễn và những vấn đề về ruột. Giáo sư Gustav Dobos tin rằng Tây y bị hạn chế trong những lĩnh vực này. Tây y đã đạt đến một mức độ chuyên môn hóa cao, có những chuyên gia về khớp gối, về lưng, về đầu, bao tử, tim. Các bác sĩ đa khoa vốn xem xét toàn thân, bao gồm thể chất và tinh thần, đã biến mất dần dần. Nhưng bệnh nhân mắc bệnh mãn tính hiếm khi có vấn đề với chỉ một cơ quan. Cả người đều bị ảnh hưởng. Thông thường, điều trị chỉ một cơ quan là không đủ. Ta phải điều trị cả người. Chỉ điều đó mới cho phép ta xử lý sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các vị trí bị bệnh khác nhau trong cơ thể. Ở đây, thể chất và tinh thần được xem xét như một bộ phận không thể tách rời. Tiêu điểm không phải là căn bệnh, mà là bệnh nhân và các nguồn nội tại. Khái niệm được áp dụng ở đây là duy nhất trên toàn châu Âu. Người ta bổ sung các liệu pháp thiên nhiên và những liệu pháp thuộc lĩnh vực y học tâm thể vào Tây y. Y học tâm thể hỗ trợ khả năng của não và tâm trí để thúc đẩy sự tự chữa lành của cơ thể.
Về mặt thực tế, điều này có nghĩa là các liệu pháp tâm thể được kết hợp. Có những liệu pháp hướng đến cơ thể, chẳng hạn như massage, cạo gió và châm cứu. Nhưng cũng có những liệu pháp hướng đến trí tuệ và tâm hồn, chẳng hạn thiền, trò chuyện và tái cấu trúc nhận thức. Nói một cách khác là thúc đẩy khả năng xử lý tốt hơn các ý nghĩ tự gây tổn hại. Kognitive Umstrukturierung, also die Fähigkeit, mit selbstschädigenden Gedanken besser umzugehen. Stress là một trong những kẻ thù lớn nhất của năng lực tự chữa lành nội tại. Mặt khác, sự tích cực, thư giãn và lạc quan có thể tác động tốt đến sức khỏe và các quá trình chữa lành. Y học tâm thể tận dụng những kiến thức đến từ nghiên cứu stress này. Giảm stress dựa trên chánh niệm liên quan đến một hình thức thiền. Mục đích là tập trung hoàn toàn vào ở đây và lúc này và tác động đến thân qua tâm. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng thiền có ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe. Nó giúp giảm huyết áp, làm chậm nhịp thở và nhịp tim. Những trạng thái như phiền muộn, lo lắng, căng thẳng có thể được cải thiện. Tiêu điểm là nhằm vào việc giảm stress, nhưng tập thể dục và một chế độ ăn lành mạnh cũng quan trọng. Y học tâm thể cung cấp một thứ đặc biệt, các chiến thuật tự hỗ trợ để giảm thiểu ảnh hưởng của bệnh tật, để trở nên mạnh khỏe và duy trì sự mạnh khỏe. Đó là một phương pháp vẫn hiếm thấy trong Tây Y. Nhưng không phải mọi phương pháp đều có cùng một tác dụng lên tất cả mọi người. Tất cả chúng ta phải tìm ra cách riêng cho mình. Frank Gunther đã học được cách giải quyết tình huống. Sự pha trộn giữa các phương pháp hướng đến thể chất và tinh thần cuối cùng đã thành công. Ta có thể làm thật nhiều điều để trở nên khỏe mạnh và duy trì sự khỏe mạnh. Nhưng ta không kiểm soát được mọi thứ. Không phải chỉ một mình ta chịu trách nhiệm về sự khỏe mạnh hay đau ốm của mình. Nhà sinh học thần kinh, giáo sư Gerhard Hunter giải thích. Mọi người sinh ra đều khỏe mạnh. Từ một quan điểm sinh học thần kinh, chúng ta có thể nói rằng mọi người sinh ra đều có tiềm năng to lớn. Không ai trong chúng ta vẫn tò mò và khao khát khám phá như khi chúng ta còn nhỏ. Nói một cách khác, chúng ta bắt đầu rất tốt đẹp. Cơ thể biết phải làm gì và não cũng biết phải làm gì để giữ cho chúng ta khỏe mạnh. Điều đó có nghĩa là não có thể thực hiện nhiệm vụ của nó. Cụ thể là chăm sóc cơ thể. Việc này giống như xây dựng một ngôi nhà. Ban đầu, nền móng ngay ngắn và đẹp đẽ. Đó là phần khỏe mạnh của bạn. Sau đó, bạn bắt đầu thích ứng theo những thứ khác, theo yêu cầu của gia đình, lớp học trong trường, văn hóa đang thịnh hành và thời đại mà bạn sinh ra. Bạn làm như thế và điều này khiến ngôi nhà càng ngày càng cong oằng. Đến một lúc nào đó, nó trở nên không vững chắc, bắt đầu vỡ ra và đổ sụp. Đó là khi bạn trải nghiệm một điều trong cơ thể, hông hoặc lưng hoặc bao tử hoặc tim bạn phát triển các vấn đề. Chúng không thể đương đầu với các áp lực nữa, với sự không ổn định của ngôi nhà này. Đó là điểm yếu khiến bạn bị bệnh. Và khi đó bạn có hai lựa chọn, hoặc chống đỡ ngôi nhà lắc lư bằng cột để nó vẫn đứng được, hoặc làm điều mà tôi thích hơn, cụ thể là quay lại, giúp cơ thể khám phá lại các năng lực tự chữa lành ban đầu của nó. Thành phố Boston của Mỹ, đây là nơi người ta phát triển lĩnh vực y học tâm thể, tại Đại học Harvard. Các nhà khoa học ở đây cũng đang nghiên cứu điều mà nhiều bệnh nhân thấy là hữu ích trong việc xử lý stress, chánh niệm. Việc rèn luyện này đang ngày càng phổ biến trên khắp thế giới. Nhà khoa học thần kinh Sarah Lazar là một trong những người tiên phong nghiên cứu về thiền ở Mỹ. Tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts nổi tiếng này, bà và nhà tâm lý học người Đức Peter Hosol đang xem xét câu hỏi trọng tâm trong nghiên cứu về thiền. Điều gì xảy ra trong não những người hành thiền?
Trong 10 năm qua, vấn đề thiền ảnh hưởng thế nào đến hoạt động và cấu trúc não bộ được quan tâm rất nhiều, và chúng tôi phát hiện ra rằng việc hành thiền thường xuyên dẫn đến những thay đổi trong cách não được kết nối, cách các tế bào nói chuyện với nhau, và rằng các hiệu ứng có xu hướng tích lũy theo thời gian. Do đó, càng hành thiền, não bạn càng thay đổi. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng những nhà sư hành thiền hàng ngày thể hiện mức độ hoạt động ở nhiều khu vực não bộ cao hơn. Peter Hosol đang xem xét việc hành thiền thường xuyên ảnh hưởng như thế nào đến những người đang căng thẳng, khỏe mạnh, vốn chưa bao giờ thiền. Cảm giác chủ quan ít căng thẳng hơn có được phản ảnh khách quan trong não hay không? 16 đối tượng thí nghiệm thực hiện một chương trình hành thiền 8 tuần. Họ cũng phải thiền hàng ngày ở nhà. Trước và sau khóa thiền, các đối tượng thử nghiệm điền vào bảng câu hỏi, trong đó họ phải nói rõ mình cảm thấy căng thẳng đến mức nào. Hóa ra, sau 8 tuần, cảm giác chủ quan về mức độ căng thẳng của họ giảm xuống rõ rệt. Câu hỏi lúc này là, đã có gì thay đổi thực sự trong não hay không? Hình ảnh MRI tiết lộ một điều khác thường. Ở đây, người ta minh họa điều đó bằng cách sử dụng một dụng cụ được thiết kế để chuẩn bị cho các đối tượng thí nghiệm cho lần chụp MRI đầu tiên. Đây là lần đầu tiên nhà khoa học có thể thu được những hình ảnh cho thấy cấu trúc của những khu vực cụ thể trong não thay đổi qua khóa thiền 8 tuần. Chúng tôi đã chụp hình trước, sau khóa thiền và phát hiện ra rằng mật độ chất xám tăng lên ở những khu vực như đồi hải mã. Điều đó rất thú vị vì chúng ta biết rằng đồi hải mã dễ bị tổn hại vì stress và neuron trong đồi hải mã có thể chết nếu mức độ stress, mức độ cortisol quá cao. Thật thú vị khi nhìn thấy mức độ mềm dẻo của não theo đúng nghĩa đen. Nhiều thay đổi vốn có thể xảy ra do quá trình nhiều stress được đảo ngược và chất xám mới dường như có thể hình thành. Stress về cơ bản bị quét ra khỏi não, ra khỏi một khu vực chịu trách nhiệm về trí nhớ và học tập, những chức năng vốn nhanh chóng suy giảm do stress. Nhưng đối với Peter Hosol, hành thiền có một ý nghĩa thậm chí còn bao quát hơn. Điều thú vị về thiền là nó giúp bạn nhìn nhận mọi thứ một cách khác biệt trong bối cảnh rộng hơn và phát triển một quan điểm về cách sự việc ảnh hưởng đến bạn. Chẳng hạn, bạn có thể ý thức hơn rằng nếu tập thể dục thật nhiều và năng động thì bạn sẽ cảm thấy tốt hơn sau đó. Thiền cung cấp cho bạn một công cụ để xem xét điều đó, để sống có ý thức hơn và nhận thức được những gì đang xảy ra với bạn. Không giống như trị liệu bằng thuốc, thiền mang đến cho bạn cơ hội cải thiện sức khỏe của chính mình. Thiền cho thấy chúng ta có thể sử dụng những phương pháp tinh thần để tác động đến cơ thể và tâm trí. Nhưng về khỏe mạnh, chúng ta cũng cần một số điều khá cơ bản, như giáo sư Gerhardter giải thích. Mọi người cần một thứ khác biệt để duy trì sức khỏe hay để trở nên khỏe mạnh. Nhưng nói chung, chúng ta có thể nói rằng có ba điều rất quan trọng mà mọi người cần đến để có sức khỏe tốt. Tất cả chúng ta đều cần phải cảm thấy rằng chúng ta có khả năng về cái gì đó, rằng chúng ta có năng lực và rằng chúng ta có thể tìm ra các cách cho những tình huống khác nhau. Chúng ta gọi đó là sự tự tin. Chúng ta tự tin rằng chúng ta sẽ làm được, nhưng như thế không đủ. Chúng ta nhìn thấy điều đó vào lúc buồn nhất khi chúng ta bị bệnh. Sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có một loại niềm tin thứ hai mà nhiều người không có.
Cụ thể là sự tin rằng khi chúng ta không tự mình xoay sở, thì người nào đó có thể xuất hiện và đứng bên cạnh chúng ta để làm cho mọi thứ tốt hơn hơn. Và rồi có một loại niềm tin thứ ba, và dường như chỉ còn một người phát triển được nó, rất rõ hỏi tạ, nó có liên quan đến tinh thần thần và ấn tượng. Có lẽ mô tả tốt nhất nhất là bạn niềm tin rằng bạn ngân lỡ trong thế giới này và rằng mọi việc sẽ tốt đẹp đẹp. Niềm tin cũng đóng vai trò quan trọng trong công việc của bác sĩ tâm lý người Đức Christa Gilman. Bà chuyên làm việc với bệnh nhân thường thường và đã phát triển phương pháp khám riêng của mình. Thực tế, bà nói đơn giản là niềm tin và nói dựa trên việc biết từ nghiên cứu đạo mộ, liệu bác pháp chân thường và là lĩnh vực tâm lý cực tực. Mục đích là trao quyền cho bệnh nhân thường thường nhằm tác động đến mức stress, từ đó mang đến cho họ niềm tin vào sức mạnh của mình. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng cảm giác không biết biết đỡ và đặc biệt là tuyệt vọng có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của bệnh tật. Nếu nghe ghi âm có bất cứ sự kiềm chế sẽ bị kẹt. Điều đó cũng giống như khi bạn nhận được chẩn đoán thường thường. Não bạn ở trong một tình huống cực độ và khả năng xử lý các tác nhân kích thích đang đến bị chặn đứng. Rất hữu ích khi một bác sĩ xuất hiện và đẩy nhẹ kim để nhẹ nhàng có thể phát tiếp. Đây là nguyên lý cơ bản đằng sau phương pháp của tôi. Đó là niềm tin vào thế giới rằng tất cả chúng ta đều có khả năng nội tại và có thể tái kết nối với nó, phát triển nó để thích nghi với hoàn cảnh mới, từ đó đương đầu với nó. Bệnh nhân ung thư Petra Rang đã cách giảm áp lực, giảm căng thẳng và tập trung vào khả năng nội tại. Những bài tập luyện trí tưởng tượng giúp cô chìm đắm vào một tình huống khác. Các bệnh nhân sử dụng kinh nghiệm tích cực là một nguồn lực, ngay cả trong những khoảnh khắc tuyệt vọng sâu sắc nhất. Và điều đó có thể ảnh hưởng đến tinh thần cũng như thể chất. Với các bài tập này, sự tắc nghẽn trong não liên quan đến căng thẳng và sợ hãi có thể được giải phóng và năng lực tự chữa lành hồi phục. Thông thường, những phương pháp đơn giản một cách đáng kinh ngạc như ABC hạnh phúc chẳng hạn. Christa Digerman yêu cầu bệnh nhân chọn bất kỳ chữ cái nào trong bảng chữ cái. Ở đây, cô ấy chọn B. Các bác sĩ tâm lý đề nghị cô nghĩ ra các từ bắt đầu bằng chữ cái đó mà cô liên kết với hạnh phúc. Trong số các từ nảy ra trong đầu của cô có bonding, liên kết, blackberry ice cream, kem mâm xôi, board game, trò chơi bóng, bed, giường. Nghe rất đơn giản, bạn không cần một khóa học, bạn không tốn tiền, bạn chỉ chọn một chữ cái và tìm từ bắt đầu bằng chữ cái đó mà bạn liên kết với hạnh phúc. Nhưng khi tôi đưa bài tập này cho bệnh nhân và yêu cầu họ thực hiện khi họ thấy sợ hãi, khi họ nằm thao thức vào ban đêm, thì họ phải hiểu tại sao họ nên làm vậy. Đó không phải là về suy nghĩ tích cực hay tin rằng mọi chuyện không quá tệ. Mà ngược lại, đó là vì mọi chuyện tệ đến mức việc kích thích não bộ theo một cách khác biệt để nó hoạt động và làm việc hiệu quả trở lại rất quan trọng. Việc khai thông tắc nghẽn do sợ hãi gây ra phóng thích nguồn sức mạnh và mang đến niềm tin, hy vọng trở lại cho bệnh nhân. Khi bản thân bác sĩ chuyên khoa ung thư kiêm chuyên gia về máu Gerd Nagel mắc ung thư vào những năm 1980, điều đó làm thay đổi cơ bản hiểu biết của ông về việc làm một bác sĩ nghĩa là thế nào. Vị cựu chủ tịch Hiệp hội Ung thư Đức lúc đó đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Ông mắc một dạng bệnh bạch cầu được xem là gần như không thể chữa trị. Nhưng ông quyết chí chiến thắng căn bệnh của mình. Là một bác sĩ, ông biết mình không thể làm được điều đó nếu không có hóa trị. Nhưng ông không muốn chỉ dựa vào nó. Die
Thách thức lớn nhất đối với tôi là vấn đề cá nhân tôi có thể làm gì để vượt qua căn bệnh này. Cái gì ở bên trong tôi có thể kích hoạt thầy thuốc nội tại nào? Và cú sốc lớn nhất đối với tôi nằm ở đó. Cú sốc không phải là lời chẩn đoán, mà là tôi không biết mình là ai nữa. Tôi đã lạc lối trong toàn bộ sự nghiệp của mình, trong thế giới y học đầy cạnh tranh này. Tôi đã mất đi cảm xúc, kiến thức, tôi là ai, nhân dạng của tôi là gì. Đó là một khoảnh khắc đầy khó khăn. Tôi biết mình không thể bắt đầu một liệu pháp nếu không có lại được sức mạnh của mình. Tôi phải chiến đấu với nó, vì thế tôi phải khôi phục thứ đã từng định rõ bản thân mình. Göttingen giờ đây được xem là đã khỏi bệnh. Những trải nghiệm về căn bệnh cho ông thấy rằng sức mạnh nội tại của bệnh nhân và việc củng cố sức mạnh này đóng một vai trò quá nhỏ trong Tây y. Và hiểu biết đó vẫn ảnh hưởng đến cách ông làm việc ngày nay với tư cách một bác sĩ. Năm 1993, ông mở phòng khám riêng, phòng khám sinh học ung bướu ở Freiburg, miền nam nước Đức. Tại đây, ông có thể thực hiện ý tưởng về một phương pháp y học toàn diện và hướng đến bệnh nhân. Theo tôi, tiềm năng của năng lực chữa lành nội tại để giúp chúng ta chiến thắng bệnh tật, kể cả ung thư, là rất lớn và cũng bị đánh giá rất thấp. Khó khăn nằm ở việc phát hiện ra một người đứng trước tôi có tiềm năng gì. Chúng ta không thể diễn tả nó ở một cách chung chung. Tây y và những gì nó làm có tính công thức cao. Nó tuân theo một số mẫu biểu đồ nhất định. Nhưng khi bạn muốn đưa năng lực chữa lành của một người vào quy trình chữa trị, thì trước hết bạn phải tìm được nó. Phát hiện ra tiềm năng của một người là việc khó khăn. Kể từ khi nghỉ hưu ở Zurich, Thụy Sĩ, Göttingen vẫn gặp gỡ bệnh nhân. Mục đích của việc hội ý ban đầu với bệnh nhân là nhằm phát hiện sức mạnh riêng của họ và kết hợp nó vào quá trình chữa trị. Điều đó thúc đẩy để họ trở nên tích cực và có năng lực. Đây là một hình thức tư vấn độc đáo trong giai đoạn đầu của bệnh tật. Nó giúp các bệnh nhân như Doris Singer tìm được con đường riêng để vượt qua khó khăn. Göttingen thấy mình là một người hướng dẫn giúp các bệnh nhân khám phá năng lực nội tại của họ. Doris Singer, 52 tuổi và bị ung thư phổi. Bà chưa bao giờ hút thuốc, bà được hóa trị mỗi tháng một lần và có lẽ sẽ như thế suốt đời. Göttingen đã giúp bà tập trung vào nguồn lực của chính mình. Ông cũng chỉ cho bệnh nhân những cách thức thích nghi với việc được chữa trị. Ông dùng một nguyên lý từ y học hành vi gọi là tập trung tinh thần. Điều đó có nghĩa là tập trung vào một mục tiêu rất cụ thể, nhưng ông không cho bệnh nhân hy vọng hão huyền. Göttingen cho biết bệnh nhân không nên tập trung vào mục tiêu được chữa khỏi hoàn toàn. Mục tiêu đó không chắc chắn. Thay vào đó, hãy xem việc chữa trị là một quá trình không xác định. Điều này cho phép bệnh nhân đương đầu với bệnh tật và nỗi sợ hãi của họ được thay thế bằng sự tự tin. Não kiểm soát sự lành bệnh. Não kiểm soát stress, hormone và hệ thống phòng vệ. Tất cả là ở trên này. Và bạn có thể ra lệnh cho não để nói, để duy trì bạn trong quá trình lành bệnh. Đích đến là chẳng hạn Hawaii. Lành bệnh, đó là một mục tiêu. Chúng ta không được quên điều đó. Chúng ta có đến được hay không là một vấn đề khác. Điều quan trọng đối với bệnh nhân là họ cảm thấy mình đang trong quá trình lành bệnh đó. Và máy lái tự động của họ đang chở họ về phía sự lành bệnh. Hình ảnh di chuyển dọc theo lộ trình này về phía sự hồi phục cần phải ăn sâu vào trong tâm trí của bệnh nhân.
Nếu làm việc với bệnh nhân và bạn nói rằng họ có thể góp phần vào việc chữa lành, thì họ muốn điều đó. Nhưng nếu nó không thành công, nếu thất bại và bệnh tái phát hoặc tiến triển sai đường, thì sẽ có nguy hiểm. Đó là bệnh nhân sẽ tự trách mình. Rất quan trọng khi chỉ ra từ đầu rằng năng lực tự chữa lành nội tại là một tiềm năng, một cơ hội nên nắm bắt, nhưng không phải là sự bảo đảm. Không có gì bảo đảm rằng điều mà bạn hy vọng trở thành hiện thực sẽ thực sự trở thành hiện thực. Tôi có thể làm gì? Lối đi riêng của tôi khi bệnh tật là gì? Và làm sao tôi có thể sống một cuộc sống bình thường bất chấp bệnh tật? Đây là những loại câu hỏi mà các bệnh nhân có thể đặt ra. Y học của tương lai có thể là y học giúp bệnh nhân tìm ra năng lực chữa lành nội tại. Theo các chuyên gia, sự trở về với trí tuệ cổ xưa này có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hệ thống chăm sóc y tế. Nó thậm chí giúp tiết kiệm chi phí. Một điều nói riêng cần được củng cố, sự đối thoại giữa bác sĩ và bệnh nhân. Bởi vì đây là cách duy nhất để bác sĩ bên ngoài và thầy thuốc nội tại có thể hoạt động cùng nhau.